Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ vào bếp để làm món phồng tôm chiên bằng nồi chiên không dầu, siêu nhanh và tiện lợi. Mình đã chuẩn bị sẵn một đĩa phồng tôm, một bình xịt dầu và một chiếc nồi chiên không dầu Aerocool 9000. Đầu tiên, mình sẽ làm nóng nồi chiên ở nhiệt độ 200 độ và thời gian là 5 phút. Sau khi nồi đã được làm nóng, mình sẽ cho phồng tôm vào khay của nồi chiên. Lắc đều tay để phồng tôm được san đều. Phủ một lớp dầu lên trên bề mặt của phồng tôm. Mình sẽ đóng khay của nồi chiên lại. Mình sẽ set up nhiệt độ ở 200 độ và thời gian trong vòng 5 phút để chiên phồng tôm. Chuông báo vang lên cũng là lúc phồng tôm của mình đã chín. Và đây là thành quả của mình sau khi chiên phồng tôm bằng nồi chiên không dầu Aerocool 9000. Mình sẽ đổ phồng tôm ra đĩa để các bạn cùng chiêm ngưỡng thành quả của mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc cả nhà có một bữa ăn ngon miệng.